Bạn đang hoang mang không biết chọn ngành nghề gì? Đừng lo lắng, đã có người cho môn nghề hướng nghiệp thông minh, chọn nghề cực đỉnh. Bước 3. Ứng dụng và thực hành. Trong khuôn khổ sandbox của mình, cách bạn thực hành thứ bạn học cũng quan trọng như điều bạn chọn thực hành. Thực hành sai phương pháp có thể dẫn đến việc lãng phí hàng giờ, hàng ngày, thậm chí là hàng năm trời. Nhưng phương pháp thực hành đúng có thể giúp bạn đạt tới mức cạnh tranh được trong vòng vài tháng. Kiểu thực hành không hiệu quả mà hầu hết mọi người thực hiện gọi là thực hành ngây thơ. Theo Ander Erickson, viết trong quyển Pick, thực hành ngây thơ là cách mọi người tự lừa phỉnh mình bằng cách nghĩ rằng họ đang thực hành, trong khi thật ra họ không học được điều gì cả. Một ví dụ của thực hành ngây thơ là chơi một trò chơi mang tính cạnh tranh như cờ vây một cách thoải mái với một người bạn. Tìm một công thức, nướng một cái bánh và sau đó chỉ làm mỗi loại bánh đó. Vấn đề là trong kiểu thực hành này, bạn không thực sự thử thách chính mình. Khi bạn trải qua những hành động thực hành ngây thơ, khả năng cao là bạn sẽ tiến bộ rất ít hoặc thậm chí là không có tiến bộ. Nên bạn cần có thêm những yếu tố chủ động và có ý thức cho việc thực hành để đảm bảo rằng bạn thật sự đang học khi áp dụng những điều mình đã học. Thực hành một cách có nội đích trong vùng thử theo cách đúng đắn tức là bạn phải 1. Thành thật tự đánh giá giới hạn của bản thân để xem bạn cần phải cải thiện ở điểm nào. 2. Đặt ra mục tiêu trên khả năng hiện tại của bạn một chút để tự động viên mình bước ra khỏi vùng an toàn. 3. Thực hành với sự tập trung cao. 4. Tìm hiểu sự phản hồi theo bất kỳ cách nào có thể và tích hợp sự phản hồi đó vào quá trình thực hành. Tìm kiếm sự phản hồi sẽ là phần cuối cùng của hệ thống tự giáo dục bản thân chúng ta. Bước 4. Tìm kiếm sự phản hồi. Khi bạn đã thực hành một cách có chủ đích trong vùng thử của mình và tiếp tục nghiên cứu để lấp đầy các lỗ hổng kiến thức, mảnh cuối cùng nhưng rất cần thiết trong quá trình tự học đó là tìm kiếm sự phản hồi. Nếu bạn đang muốn cải thiện bản thân trong việc tập tạ, thật khó để biết liệu form người của bạn có tốt hay không khi không có huấn luyện viên kèm cặp để chỉ chỗ sai cho bạn. Khi bạn học một ngôn ngữ mới, khá là khó để biết liệu bạn có đang phát âm đúng hay không khi không có một người nhận xét và chỉ ra lỗi sai của bạn. Bạn có thể học rất nhiều một mình, nhưng không có huấn luyện viên, một người thầy hoặc công cụ để phản hồi và nhận xét, cuối cùng bạn sẽ không thể tiến xa hơn nữa. Hoặc tệ hơn là bạn tiếp tục thực hiện các kỹ thuật xấu, khiến cho việc bỏ chúng đi khó hơn sau này. Với một số kỹ năng, bạn có thể tìm kiếm những công cụ trên mạng để có chức năng cung cấp nhận xét và đánh giá. Các trang như Code Academy cho bạn biết bạn đã làm sai chỗ nào, và các bài kiểm tra trên trang thiên về học thuật nhiều hơn như Coursera kiểm tra độ hiểu bài của bạn trong quá trình học. Ngoài ra cũng có các cộng đồng trực tuyến có hệ thống hữu ích trong việc giúp mọi người đưa ra phản hồi cho người khác. Có những hệ thống giúp đỡ, nhận xét lẫn nhau miễn phí như Learning Programming của Reddit thuộc mảng lập trình. Có những trang phản hồi chia sẻ được giám sát chặt chẽ hơn như là LangEdge, nơi bạn phải đưa phản hồi và nhận xét những người đang học ngôn ngữ của bạn. Đổi lại, bạn sẽ nhận được nhận xét về tiến độ ngôn ngữ của bạn đang học từ các thành viên người bản ngữ. Nhưng hình thức phản hồi tốt nhất vẫn là một người thầy hoặc một huấn luyện viên, người đã hiểu rõ điều bạn đang học. Họ có thể cung cấp phản hồi chính xác nhất, và nếu họ giỏi, họ sẽ có thể ngăn ngừa hiện tượng không thể bứt phá lên một mức độ mới sau một thời gian học và giúp đưa ra những gợi ý về cách thiết kế chương trình học để tránh điều đó. Nếu bạn không có thầy dạy bên cạnh, hãy tìm ai đó trên mạng. Nếu bạn muốn viết văn giỏi hơn, hãy thuê một biên tập viên trên Upwork để đưa ra phản hồi cho bạn. Nếu bạn muốn tập tành cho vóc dáng ngon ra, hãy tìm một dịch vụ trực tuyến tập trung vào việc giúp bạn tăng khả năng nâng tạ. Nếu bạn muốn học một ngôn ngữ mới, hãy tìm ai đó trên iTalki để nói chuyện cùng. Bạn cũng có thể liên hệ với ai đó bạn thần tượng và hỏi những lời khuyên nho nhỏ bổ ích. Họ sẽ không thể giúp bạn theo kiểu gia sư được, nhưng những lời khuyên đó ít nhiều vẫn hữu dụng. Một lựa chọn nữa là sử dụng các phương pháp phản hồi ít trực tiếp hơn. Thị trường có thể là một vòng lặp phản hồi tốt nếu bạn đã và đang thường xuyên xuất bản hội họa, tác phẩm văn chương, hình ảnh nghệ thuật, âm nhạc. Bạn có thể cảm nhận được người ta thích gì và không thích gì dựa trên nội dung mà họ phản hồi. Tuy vậy, hãy cẩn thận với những phương pháp này
đôi khi bạn sẽ bị kéo theo thị hiếu đám đông thay vì chất lượng sản phẩm. 50 sắc thái xám là một trong những quyển sách bán chạy nhất mọi thời đại, nhưng nó không hẳn là một tác phẩm văn chương để bạn noi theo. Tiếp tục vòng lặp tự học. Một khi bạn đã trải qua quá trình thiết kế sandbox cho bản thân, nghiên cứu cách cải thiện kỹ năng, áp dụng kiến thức đó vào việc thực hành có mục đích trong giới hạn của sandbox và nhận phản hồi về quá trình học tập, bước tiếp theo chỉ đơn giản là lặp lại quá trình đó để cải thiện kỹ năng của bạn. Khi bạn đã đạt được một mục tiêu trong học tập hoặc cảm thấy rằng bạn đã trở nên thoải mái với một khía cạnh nào đó của kỹ năng đó, bạn phải quay lại bước nghiên cứu để đánh giá xem bản thân cần học thêm điều gì khác, điều chỉnh sandbox để bạn có thể học kỹ năng đó hiệu quả, rồi thực hành có mục đích và củng cố từ nhận xét và tiếp tục thúc đẩy bản thân ra khỏi vùng an toàn. Điều này tạo ra vòng lặp tự học, vòng tuần hoàn vĩnh cửu của việc học tập và cải thiện bản thân liên tục, nơi bạn không bao giờ phải ngừng cải thiện kỹ năng của mình hay chạm trần trong quá trình học tập. Xử lý phát sinh. Cuối cùng, cũng có khả năng là bạn sẽ kẹt ở đâu đó. Khi điều đó xảy ra, bạn phải đánh giá xem nguyên nhân là gì. Có phải bạn đã đạt tới ngưỡng đủ tốt và chạm trần? Vậy thì bạn cần phải học hỏi cách bứt phá khỏi trần. Có phải bạn đã mất động lực và ngừng thử thách? Vậy bạn phải học cách làm thế nào để xây dựng một cỗ máy tự khích lệ bản thân mãi mãi? Hay bạn đang thực hành nghiêm túc nhưng không thể tiến bộ? Vậy thì bạn phải tìm hiểu thêm về cách thực hành chủ động và có mục đích. Liệu các bạn có thấy bài viết này có giá trị cho bản thân không? Hãy cho bọn mình biết ở dưới phần comment nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là Pink Dot. See ya!